Thưa quý vị, khối không khí lạnh có cường độ mạnh đã tác động đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta và khiến cho nền nhiệt độ toàn vùng có xu hướng giảm dần, rét đậm xuất hiện, thậm chí là đỉnh núi cao đã xuất hiện băng giá. Đêm nay và ngày mai, do nằm sâu trong khối không khí lạnh có nguồn gốc lục địa với bản chất là lạnh và khô, nên hầu hết các nơi trên khu vực Bắc Bộ đều ở trong trạng thái không mưa, nền nhiệt tiếp tục giảm, trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay và sáng sớm mai phổ biến ở mức từ 9 cho tới 12 độ, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 5 cho tới 8 độ. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều ngày mai trên toàn khu vực dao động trong khoảng là từ 16 cho tới 19 độ. Dự báo trong 2 đến 3 ngày tiếp theo, nhiệt độ về đêm và sáng tiếp tục giảm thêm, tiết trời rét buốt. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và nguy cơ cao sẽ có khả năng xảy ra sương muối, băng giá. Không khí lạnh cũng dồn sâu xuống các tỉnh duyên hải miền Trung. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Trung Bộ trời sẽ rét đậm. Khu vực từ Quảng Bình cho tới Quảng Ngãi trời rét. Riêng đối với các tỉnh thuộc Nam Trung Bộ thì ngày có nắng gián đoạn và mưa chỉ xuất hiện cục bộ về chiều tối. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở khoảng là 27 cho tới 30 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, do chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh mạnh nên khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 6 cho tới 8 mét, biển động mạnh. Ngoài ra, trên khu vực giữa và Nam Biển Đông trong 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở vùng biển phía Nam làm giảm tầm nhìn xa xuống từ 4 đến 10 km, cần đề phòng lốc xoáy nguy hiểm cho cơn dông.